bao quy đầu là một bộ phận mà anh em nào cũng có. Nó là lớp da ôm lấy quy đầu hay còn gọi là đầu dương vật. Tuy nhiên, bao quy đầu ở mỗi người sẽ có một tình trạng khác nhau. Có người thì bình thường, có người thì dài, có người thì hẹp, có người thì bị nghẹt. Để phân biệt cũng như tìm hiểu về các trường hợp dài hẹp nghẹt này, bạn hãy click vào kênh YouTube của phòng khám đa khoa học quốc tế 12 Kim Mã, tìm lại những video chúng tôi đã chia sẻ để hiểu hơn nhé. Vậy trước khi cắt bao quy đầu thì bạn cần chuẩn bị những gì? Một, hãy chuẩn bị tinh thần, dũng cảm lên. Đây chỉ là một thủ thuật nhỏ ở nam giới. Yên tâm là với thời đại mà ngành y đang vô cùng phát triển như này thì bạn sẽ không còn biết đau là gì hết. Các bạn có biết rằng ở châu Phi, cắt bao quy đầu là một nghi lễ trưởng thành cho nam giới không? Thậm chí ở bên Tây như là Anh hoặc là Mỹ, bố mẹ thường cho trẻ cắt bao quy đầu từ 8 tuổi để khi lớn lên trẻ sẽ có một chú to khỏe. 2. Giữ vệ sinh sạch sẽ. Chú ý vệ sinh sạch sẽ dương vật khoảng 1 đến 2 tuần trước khi cắt để tránh tình trạng viêm nhiễm xảy ra. Nếu có dấu hiệu viêm nhiễm thì lúc đó bạn sẽ phải dừng kế hoạch cắt bao quy đầu lại để xử lý viêm nhiễm. 3. Hạn chế quan hệ tình dục hoặc thủ dâm. Tạm dừng hai việc làm này từ 3 đến 5 ngày trước khi cắt để đảm bảo dương vật của bạn không có những vết xước sát do làm quá mạnh. 4. Chăm sóc cơ thể trước khi cắt. Một cơ thể tốt, một sức khỏe tốt sẽ giúp ích rất nhiều trong việc rút ngắn thời gian hồi phục. 5. Lựa chọn cho mình một cơ sở y tế phù hợp. Hiện nay có rất nhiều cơ sở y tế khác nhau, mỗi nơi đều có một ưu điểm riêng. Chính vì vậy, hãy tìm hiểu kỹ càng và đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất nhé. Nếu cần thiết thì bạn hãy để lại một lời nhắn ở dưới. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí trong việc tìm kiếm cơ sở y tế uy tín gần với nơi bạn sinh sống nhất. 6. Chuẩn bị tinh thần lần thứ 2. Vì chỉ sau 1 tuần kể từ ngày cắt, bạn sẽ có một chú to khỏe và vô cùng đẹp đẽ. Trên đây là 6 điều cần chuẩn bị trước khi cắt bao quy đầu. Nếu còn điều gì thắc mắc, hãy cần tư vấn thêm về thủ thuật cắt bao quy đầu thì hãy để lại bình luận nhé. Và đừng quên follow kênh để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.